Curaçao đã lên danh sách sơ bộ 34 cầu thủ tham gia King's Cup 2019 với sự góp mặt của những ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá nước này. Theo tiết lộ, những ngôi sao kỳ cựu đang thi đấu ở nước ngoài đều được điền tên để chuẩn bị cho chuyến đến Thái Lan vào đầu tháng 6 này. Có thể kể đến như Leandro Bacuna hay Cuco Martina. Cuco Martina đang thuộc biên chế của câu lạc bộ Everton nhưng được Feyenoord của Hà Lan mượn. Năm nay, hậu vệ này đã bước sang tuổi 29 và là một trong những gương mặt dày dặn kinh nghiệm nhất. Trong khi đó, Leandro Bacuna là tiền vệ đang khoác áo cho câu lạc bộ Cardiff vừa rớt khỏi giải Ngoại hạng Anh. Diandro Matis đang đầu quân cho câu lạc bộ Leicester City. Thủ môn Arroyo Ramos bắt cho câu lạc bộ PSV Eindhoven. Chân sút Elson Hull thuộc biên chế của câu lạc bộ ADO Den Haag. Ở King's Cup 2019, Curaçao sẽ đối đầu với Ấn Độ ở vòng đấu loại đầu tiên vào ngày 5 tháng 6. Nếu thắng, thầy trò của ông Bicentini sẽ vào chung kết gặp đội thắng trong cặp còn lại giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam vào ngày 8 tháng 6. Hiện tại, Curaçao đang đứng thứ 82 trên bảng xếp hạng của FIFA. Đây là đội bóng có thứ hạng cao nhất trong số 4 đội bóng tham dự King's Cup 2019. Với vị thế này, đoàn quân của ông Bicentini được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất trong chức vô địch.